Chị mới thấy đi sát anh ta la. Phần gà trống đó. Nhà thờ Đô Mi là khác nữa. Đây kìa. Tới rồi, nó tới rồi, kêu gì nữa, tới chỗ rồi. Hả? À, vòng qua nhà thờ đúng không? Được rồi, được rồi, được rồi. Em quay cho, để anh quay. Long ơi, Long trên cái tháp truyền hình có cái lồng lồng cầu kìa, thấy không? Có lồng cầu đó, thấy lồng cầu không? Có lồng cầu đó. Tháp đẹp quá ha.